Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề bài thể dục liên hoàn ném bóng. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô mời các em đứng dậy khởi động. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động các khớp. Động tác thứ nhất, xoay cổ. Các em sẽ xoay từ trái sang phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay. Các em xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 3, xoay vai. Hai tay nắm hai chuẩn vai, xoay từ sau ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư, xoay cánh tay từ sau ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 5, xoay hông từ trái sang phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 6, xoay cổ tay cổ chân. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, đổi chiều tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo các em thực hiện các động tác căng cơ. Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. Thực hiện bên trái 8 nhịp, sau đó đổi sang bên phải cũng thực hiện 8 nhịp. Các em nhìn theo hình và chúng ta thực hiện theo nhé. Động tác thứ nhất, căng cơ tay vai trước. Các em thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 2, các em thực hiện căng cơ tay vai sau, thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 3 là động tác nghiêng lườn. Các em thực hiện bên phải trước. Nghiêng lườn bên phải, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư là động tác gập thân. Các em cúi người xuống và chúng ta giữ 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Hồi. Động tác thứ 5. Các em thực hiện căng cơ đùi sau. Các em thực hiện chân trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 6. Các em thực hiện căng cơ đùi trước. Các em thực hiện bên chân trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 7. Các em thực hiện ép dẻo. Chân trái bước ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 8. Các em thực hiện ép dẻo ngang. Các em ngồi xuống bên chân trái và chân phải. Các em duỗi thẳng. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Bài thể dục nước ngoài lớp 6, chuẩn bị, học mới bắt đầu. Cô mời các em ôn lại 12 nhịp của bài thể dục liên hoàn. 3, 4, 5, lần thứ nhất. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các em thực hiện lại lần thứ hai theo nhịp đếm của cô. Bài thể dục liên hoàn lớp 6 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi. Lần thứ 3. Bài thể dục liên hoàn lớp 6 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thôi. Sau đây mời các em học tiếp từ nhịp 13 cho đến nhịp 20 của bài thể dục liên hoàn. Nhịp 13. Từ tư thế chuẩn bị, hai chân bật tách rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay sắp. Nhịp 14. Các em bật thu về tư thế chuẩn bị. Nhịp 15, hai chân bật tách rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, hai bàn tay vỗ vào nhau. Nhịp 16, chân trái khuỵu sang trái, chân phải duỗi thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Tiếp theo, nhịp 17. Chân trái duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, hai tay vỗ vào nhau. Nhịp 18, thực hiện như nhịp 16, nhưng đổi chân.
Nhịp 19, chân trái thu về, ngồi trên hai nửa trước hai bàn chân, hai tay chống đất, đầu thẳng, hơi cúi. Nhịp 20, đứng thẳng về tư thế chuẩn bị. 13, 14, mời các em nhìn vào 15, video clip và thực hiện 16, theo video. 17, 18, 19, 20. Các em thực 14, hiện lại lần thứ hai. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thứ ba. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chúng ta chuyển qua học nội dung thứ hai, đó là ném bóng. Tuần trước các em học các động tác bổ trợ ném bóng bằng tay không. Tuần này các em tiếp tục học các động tác bổ trợ ném bóng bằng tay không. Và cô sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện làm bóng để tập luyện. Nếu nhà các em đã có bóng nhựa bằng nắm tay hoặc là bóng bằng bánh bóng tennis thì các em có thể lấy đó để tập luyện. Còn nếu nhà các em không có thì chúng ta có thể làm bóng theo hướng dẫn của cô sau đây. Chúng ta có thể làm bóng bằng từ giấy báo hoặc là giấy nháp mà các em đã bỏ đi. Các em cuộn tròn lại bằng nắm tay. Sau đó các em lấy băng keo trong, chúng ta quấn lại, quấn tròn lại thành hình quả bóng. Hoặc là các em có thể lấy từ các túi ni lông đã vứt đi, các em cuộn tròn lại thành hình quả bóng khoảng nắm tay. Rồi sau đó các em cũng lấy băng keo trong, chúng ta quấn lại. Để cho quả bóng mình đẹp hơn thì các em có thể trang trí thêm một số hình ảnh cho cái quả bóng mình sinh động. Sau đây các em vào các động tác bổ trợ ném bóng tiếp theo. Động tác thứ nhất đó là ném bóng bằng một tay trên vai. Các em nhìn hình tư thế chuẩn bị, ứng chân trước, chân sau, chân bên tay cầm bóng đằng sau, tay thuận cầm bóng ở phía sau, tay kia phối hợp tự nhiên, vai hướng về hướng ném, trọng tâm hơi dồn vào chân sau, mặt hơi chết về hướng ném, chân trước thẳng, mũi bàn chân trước hướng chết nhiều theo hướng ném. Về phần động tác, các em xoay ngực về hướng ném, dùng sức mạnh của tay ném bóng lên cao, ra xa, góc độ ném bóng khoảng 45 độ. Động tác thứ hai đó là các em ném bóng bằng một tay trên vai, trúng đích. Các em quan sát hình vẽ. Các em thực hiện giống như kỹ thuật ném bóng một tay trên vai, nhưng khi ra tay ném, các em phải điều chỉnh lực tay phù hợp với khoảng cách từ 10 cho đến 15 mét cần ném trúng. Phần nội dung học cũng đã kết thúc. Sau đây cô có một vài câu hỏi củng cố bài. Câu hỏi thứ nhất, bài thể dục liên hoàn khối 6 có bao nhiêu nhịp? Hôm nay các em học từ nhịp mấy đến nhịp mấy? Em hãy nêu cách thực hiện nhịp 15 của bài thể dục. Câu hỏi thứ hai, em hãy nêu cách ném bóng một tay trên vai. Câu hỏi số 3,
Mức độ ném bóng khoảng bao nhiêu độ? Sau đây là bài tập về nhà. Sau khi nghe bài giảng xong, các em hoàn thành các câu hỏi củng cố trên và gửi cho giáo viên theo hai hình thức: viết ra giấy, chụp hình hoặc làm bằng file Word gửi qua mail hoặc Zalo cho cô Ngọc. Mail ngole7891a@gmail.com, Zalo 0914742000. Tất cả các bài làm của các em nộp xem như một hình thức điểm danh các em có tham gia học tập và tính vào cột điểm chuyên cần. Các em có 10 bài củng cố tương ứng với 10 điểm. Số bài làm tối thiểu của các em đạt điểm này là từ 7 bài trở lên. Các em có thể làm bổ sung đến hết tuần 12 của học kỳ 1. Tuần 13 cô sẽ tổng kết số bài làm của các em đã nộp và báo điểm về cho các em. Phần bài học ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.